Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, hơn 100 tên lửa và 100 máy bay không người lái của Moscow đã tham gia vào cuộc tấn công trong sáng ngày 26 tháng 8. Hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, sáng ngày 26 tháng 8, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên biển và máy bay không người lái tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của khu công nghiệp quân sự Ukraine. Theo The Telegraph, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở trữ đạn dược máy bay được các nước phương Tây chuyển đến Kiev tại hai sân bay, ám chỉ về chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tháng trước, Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Mặc dù Tổng thống Ukraine Zelensky hy vọng những chiếc F-16 này sẽ tạo ra sự khác biệt trên bầu trời, nhưng phía Nga cảnh báo những máy bay này không thể xoay chuyển tình hình và sẽ bị bắn hạ. Các cuộc không kích của Nga được phát động trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh tiến công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Giao tranh đã diễn ra trong gần 3 tuần. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal thông báo các cơ sở hạ tầng điện đã bị hư hại trên khắp Ukraine khi các vụ nổ được ghi nhận tại 15 khu vực trên khắp đất nước. Ông Shmyhal viết trên kênh Telegram của mình: "Thật không may, cơ sở hạ tầng điện đã hư hại ở một số khu vực." Tuy nhiên, ông không nêu rõ chính xác cơ sở nào đã bị hư hại hoặc ở đâu. Các quan chức địa phương cho biết có ít nhất 5 người được xác nhận đã tử vong. Ngoài ra, theo giới chức Ukraine, các cơ sở năng lượng trên khắp đất nước đang nằm trong tầm ngắm của quân đội Nga, bao gồm khu vực phía nam Odessa, khu vực Kiev và khu vực Lviv ở phía tây đất nước. Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky nhận định, vụ tấn công cho thấy Kiev cần phương Tây nới lỏng hơn nữa những hạn chế để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận hướng đi Pokrovskoye ở khu vực do Kiev kiểm soát là khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine. Trong một tin nhắn đăng trên kênh Telegram, ông Zelensky nói, Tổng tư lệnh Alexander Zelensky đã báo cáo về tình hình ở mặt trận, trong đó về hướng Pokrovsk là khó khăn nhất trong các cuộc tấn công của Nga. Giữa những cuộc tấn công của quân đội Nga tại Dnieper, chính quyền do Ukraine chỉ định vào tuần trước đã bắt đầu sơ tán cưỡng bức các gia đình có trẻ nhỏ khỏi 14 khu định cư nằm ở quận Krasnoyarmeyersky, khu vực do Kiev kiểm soát của Dnieper. Đặc biệt đây là thành phố Krasnoyarmeyersk và Rodinskoye, các làng Inatovka, Dachenskoye, Zenstoye, Lezenoye, Livsovka, Novopavlovka, Novoukrainka, Puskino, Rok, Sukhoiya, Rosa, Chunisino. Ngày 26 tháng 8, chính quyền Ukraine đã mở rộng vùng sơ tán khỏi khu vực Dnieper dưới sự kiểm soát của họ, bao gồm gần 30 khu định cư của các cộng đồng lãnh thổ Konstantinovskaya và Selidovskaya từ Konstantinovka, Belaya, Gora, Bezimiani, Izevka, Belokuzminovka, Veroliubovka, Lilejevka, Klinovoy, Maisky, Markovo, Molovchaka, Nelipovka, Novodmitrovka, Grigorovka. Krasnomayevsk là một trung tâm quân sự nằm ở phía tây bắc Dnieper. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Ở đây có một trung tâm giao thông lớn với các tuyến đường sắt và đường bộ nối Donetsk với vùng Dnipropetrovsk lân cận của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Krasnoyarmeyersk còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc Dnieper là Kramatorsk và Slavyansk. Đường ống dẫn khí Nga-Trung Quốc sức mạnh Siberia 2 đã bị Mông Cổ loại khỏi kế hoạch dài hạn. Chương trình này kết nối Nga và Trung Quốc bị Mông Cổ loại khỏi chương trình hành động đến năm 2028 của nước này. Quyết định được Quốc hội Mông Cổ đưa ra vào ngày 16 tháng 8. SCMP nhận định động thái của Mông Cổ được hiểu là siêu dự án đường ống dẫn khí này sẽ bị gác lại. Phần lớn đường ống dẫn khí dài 2.594 km, sức mạnh Siberia 2 sẽ đi qua Mông Cổ. Do đó, nước này cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán về chi phí xây dựng, trung chuyển khí đốt. Theo các nhà phân tích, việc sức mạnh Siberia 2 bị loại khỏi chương trình hành động của Mông Cổ là do bất đồng về giá giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như các yếu tố địa chính trị, với những lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ phương Tây. Munkhnaran Bayarkhava, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ cho biết, chúng tôi đang bước vào một giai đoạn tạm dừng dài. Theo ông, có khả năng Bắc Kinh không hài lòng với Gazprom vì nhận định rằng công ty năng lượng nhà nước Nga luôn đơn phương kiểm soát đoạn đường ống dẫn khí đốt qua Mông Cổ. Dự kiến cần ít nhất 4 năm để hoàn tất xây dựng và đường ống sức mạnh Siberia 2 sẽ cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc. Li Lifan, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải chỉ ra,
Mông Cổ hy vọng sẽ nhận được đầu tư từ Trung Quốc và Nga, nhưng Nga không có tiền và Trung Quốc cũng không vội xây dựng đường ống. Nga cần nơi tiêu thụ khí đốt sản xuất từ mỏ khí Yamal sau khi mất đi thị trường châu Âu vì xung đột ở Ukraine. Trung Quốc là khách hàng duy nhất đủ lớn để lấp đầy khoảng trống. Trung Quốc đã nhập tới 57,4 triệu tấn khí đốt của Nga trong 7 tháng đầu năm nay. Alexei Chigadeev, cựu giảng viên thỉnh giảng tại trường kinh tế cao cấp ở Moscow, nhận định quyết định loại trừ dự án đường ống dẫn khí của Nga-Trung Quốc Sức mạnh Siberia 2 khỏi kế hoạch dài hạn của Mông Cổ là tỉnh táo và hợp lý, trong đó coi năm 2028 là điểm tham chiếu để quan sát thêm về khả năng khởi công dự án. Ukraine đang tìm kiếm sự chấp thuận từ cả London và Washington để sử dụng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, tấn công các mục tiêu tận Moscow và Saint Petersburg. Tờ Guardian đưa tin, Ukraine đang tìm kiếm sự chấp thuận từ chính quyền Anh và Mỹ về việc sử dụng tên lửa Storm Shadow, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận được sự ủng hộ của đối tác. Tờ báo của Anh trích dẫn lời của các quan chức cấp cao Ukraine nói, Kiev đang nỗ lực đạt được sự cho phép của London về sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, một chiến lược mà họ hy vọng sẽ có thể buộc Moscow bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột. Việc sử dụng Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ chứng minh với Điện Kremlin rằng các cơ sở quân sự gần thủ đô của Nga đang bị đe dọa tấn công trực tiếp, theo các nguồn tin khác được Guardian trích dẫn. Tuy nhiên, chiến lược này vẫn có rủi ro là chưa nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Mặc dù tên lửa Storm Shadow được phát triển trong dự án hợp tác giữa Anh và Pháp, một số thành phần trong tên lửa lại được cung cấp bởi Mỹ, nghĩa là ý định của Kiev cũng phải được sự cho phép của Nhà Trắng. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn từ chối vì lo ngại xung đột sẽ leo thang giữa phương Tây và Nga. Ngày 26 tháng 8, Nga đã phóng 236 loại vũ khí trên không vào Ukraine. Phòng không của Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái tấn công. Đêm 25 tháng 8, rạng sáng ngày 26 tháng 8, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn phối hợp vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đặc biệt là vào ngành nhiên liệu và năng lượng của đất nước, sử dụng nhiều loại tên lửa từ trên không, mặt đất và trên biển. Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine cho biết, các lực lượng kỹ thuật radio của không quân phát hiện và theo dõi tổng cộng 236 vũ khí tấn công đường không của Nga, gồm 127 tên lửa và 109 UAV tấn công. Cụ thể, Ukraine phát hiện 3 tên lửa khí động học KH-47M2 Kizil được phóng từ không phận các tỉnh Ryazan và Lipetsk của Nga, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M KN-23 từ các tỉnh Kherson và Voronezh của Nga và Crimea, 77 tên lửa hành trình KH-101 được phóng từ máy bay Tu-95MS từ không phận tỉnh Volgograd và biển Kaspi, 28 tên lửa hành trình Kharkiv từ các tàu nổi dưới nước ở biển Đen phía đông. Ukraine đã sử dụng tất cả các vũ khí và thiết bị có sẵn để chống lại cuộc tấn công trên không, bao gồm máy bay, các đơn vị tên lửa phòng không của không quân, các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng thủ Ukraine và các đơn vị tác chiến điện tử. Tư lệnh không quân Ukraine cho biết, tổng cộng 201 mục tiêu trên không đã bị bắn hạ trong trận chiến, trong đó có 102 tên lửa và 99 UAV tấn công của Nga, gồm một tên lửa khí động học KH-47M2 Kinzhal, một tên lửa đạn đạo Iskander-M KN-23, một tên lửa hành trình KH-22, 99 tên lửa hành trình KH-101, Kharkiv và tên lửa dẫn đường KH-59, 69, 99 UAV tấn công Shahed-131-136. Ngoài ra, một số UAV đã bị mất trên lãnh thổ Ukraine và hai chiếc khác đã vượt qua biên giới quốc gia với Cộng hòa Belarus. Tuy nhiên, Ukraine cũng cho biết Nga đã nhắm vào 15 khu vực ở Ukraine gây thiệt hại cho cơ sở năng lượng dân sự. Phía Nga khẳng định họ nhắm vào các mục tiêu công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Đây được xem là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua và được cho là để trả đũa cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kherson ở miền nam nước Nga. The Wall Street Journal ngày 26 tháng 8 cho rằng ba mục tiêu của Ukraine khi tấn công ở Kherson bao gồm buộc Nga phải rút lui khỏi phía đông Ukraine, đánh tan câu chuyện về thất bại trên chiến trường và cải thiện vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Tính đến nay, tất cả ba mục tiêu này đều đã đạt được, mặc dù chỉ ở mức độ hạn chế. Bài báo chỉ ra rằng Mỹ ban đầu đã rất bối rối về lý do tại sao Ukraine lại thực hiện bước đi quyết liệt như vậy và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện tại, chính quyền đang cẩn thận chờ xem liệu canh bạc của ông Zelensky có thành công không. The Wall Street Journal lưu ý rằng Mỹ đang tạo điều kiện cho Ukraine thực hiện chiến dịch ở Kherson nhưng cố gắng tránh sự tham gia công khai vào vấn đề này. Từ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đến các trụ sở của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ tại Đức, các quan chức đang theo dõi những gì xảy ra ở Kherson với sự lạc quan thận trọng. Chris Meyer, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc về các hoạt động đặc biệt cho rằng,
Tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó, điều này lại cho thấy sự dễ bị tổn thương của quân đội Nga mà họ dường như không chuẩn bị cho sự kiện này. Ngày 25 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo về tiến triển của các lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga, cho biết Ukraine đã chiếm thêm được hai khu định cư nữa. Tờ Washington Post của Mỹ cũng cho rằng cuộc tấn công của Kursk cho thấy một lần nữa Ukraine đã vượt qua những ranh giới đỏ mà Nga từng nhiều lần đe dọa. Song phản ứng của Nga và Tổng thống Vladimir Putin khá yếu ớt, không giống như những gì mà họ đã từng đe dọa trước đây, cho thấy sự do dự của ông Putin cũng như bộc lộ năng lực hạn chế của quân đội Nga. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!